Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của quy định. Bạn có ý nghĩa gì bởi quy định? Để quy định một cái gì đó có nghĩa là yêu cầu nó là một phần của thỏa thuận. Vì vậy khi bạn thực hiện một hợp đồng hoặc thỏa thuận, bạn có thể quy định rằng một điều kiện nhất định phải được đáp ứng. Bất cứ khi nào bạn soạn thảo một thỏa thuận pháp lý, bạn có thể quy định một yêu cầu phải được đáp ứng để thỏa thuận đó được hoàn thành. Một quy định để phán xét là gì? Phán quyết theo phán quyết, một thỏa thuận giữa các bên trong một vụ án giải quyết một vụ án. Ví dụ nếu bạn và người phối ngẫu của bạn đồng ý về tất cả các vấn đề về việc ly hôn của bạn, bạn có thể đệ trình bản án theo quy định lên tòa án. Một khi bản án được quy định, được ký bởi thẩm phán, nó sẽ trở thành bản án trong trường hợp của bạn. Làm thế nào để bạn viết một quy định, hiệp định quy định? Thứ nhất, tên các bên tham gia vụ án. Thứ hai, trường hợp số. Thứ ba, danh tính của tòa án trong đó vấn đề được nộp. Thứ bốn, tiêu đề của tài liệu. Thứ năm, các chi tiết về những gì các bên đồng ý. Làm thế nào để một quy định làm việc trong một luật pháp Hoa Kỳ, một quy định là một sự thừa nhận và thỏa thuận pháp lý chính thức được sự hiện diện giữa các bên đối lập trước một phiên điều trần hoặc phiên tòa chờ xử. Ví dụ cả hai bên có quy định một số những sự kiện nhất định và do đó không phải tranh luận với họ trước tòa. Sau khi quy định được đưa vào, nó được trình bày trước thẩm phán. Tôi có nên ký một quy định giải quyết không? Trước khi bạn ký một quy định, hãy nhớ bạn sẽ được giữ bất kỳ điều khoản nào bạn đồng ý bằng văn bản. Mặc dù bạn có thể muốn giải quyết vụ việc của mình một cách nhanh chóng, nhưng đừng cảm thấy áp lực khi thực hiện một thỏa thuận mà bạn không hiểu. Nếu bạn đang nói hoặc yêu cầu ký một cái gì đó mà bạn không hiểu, đừng ký nó. Giải quyết theo quy định là gì? Các quy định là tài liệu pháp lý thường có sự chấp nhận của người được cấp phép đối với một hoặc nhiều hành vi vi phạm pháp luật và đưa ra đề xuất về kỷ luật phù hợp. Các quy định được thương lượng giữa các người được cấp phép hoặc luật sư của anh ấy, cô ấy, cho người đại diện hợp pháp của hội đồng quản trị từ văn phòng tổng trưởng lý. Có nghĩa là gì để nộp một quy định? Một quy định là một thỏa thuận giữa hai bên mà được đệ trình lên tòa để phê duyệt. Nó loại bỏ sự cần thiết phải ra tòa và có một thẩm phán đưa ra quyết định về một vấn đề. Một văn bản stipulation và lệnh order bao gồm thỏa thuận của các bên, cả chữ ký công chứng của họ và chữ ký bên thẩm phán. Một quy định đã ký có thể được đảo ngược không? Một quy định được ký kết và nhập như lệnh của tòa có thể chỉ được thay đổi bởi tòa án hoặc một thỏa thuận hơn nữa của các bên. Giả sử bên kia không đồng ý với sự thay đổi, bạn sẽ cần phải nộp một chuyển động hoặc tự đến. Mất bao lâu để một thẩm phán ký một quy định? Câu trả lời cho câu hỏi của bạn là thường là trong một ngày hoặc lâu hơn kể từ khi nhận và có thể là dài như một tuần. Rõ ràng nếu thẩm phán đang trong kỳ nghỉ hoặc tham gia vào một phiên tòa kéo dài, nó có thể mất nhiều thời gian hơn. Lệnh quy định có nghĩa là gì? Một quy định là một thỏa thuận giữa hai bên và được đệ trình lên tòa để phê duyệt. Nó loại bỏ sự cần thiết phải ra tòa và có một thẩm phán đưa ra quyết định về một vấn đề. Một văn bản stipulation and lệnh order bao gồm thỏa thuận của các bên, cả chữ ký công chứng của họ và chữ ký của thẩm phán. Quy định về quyền nuôi con là gì? Các quy định về quyền nuôi con, còn được gọi là quy định về quyền nuôi con, cung cấp các quy tắc và nguyên tắc để cha mẹ tuân theo khi họ nuôi dạy con cái. Cha mẹ có thể đưa ra quy định vào thảo luận hoặc kế hoạch nuôi dạy con cái để đảm bảo rằng cả hai cha mẹ đều tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện nhất định bất cứ khi nào đứa trẻ được chăm sóc bởi cha mẹ đó. Ly hôn theo quy định là gì? Phán quyết theo phán quyết,
một thỏa thuận giữa các bên trong một vụ án giải quyết một vụ án. Ví dụ, nếu bạn và người phối ngẫu của bạn đồng ý về tất cả các vấn đề về việc ly hôn của bạn, bạn có thể đề trình bản án quy định lên tòa án. Một khi bản án được quy định được ký bởi thẩm phán, nó sẽ trở thành bản án trong trường hợp của bạn. Một quy định cho hỗ trợ trẻ em là gì? Một lẫn việc là một thỏa thuận tự nguyện bằng văn bản giữa hai bên mà không có phiên tòa là bắt buộc. Một quy định bao gồm thỏa thuận hai bên, các bên chữ ký và chữ ký của một tòa án ủy thẩm phán. Nhớ subscribe, đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.